Tại quảng trường 15 tháng 5, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Thanh đoàn Hải Phòng phối hợp tổ chức lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, chuyển đổi số tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện lãnh đạo của thành phố cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và thầy thuốc trẻ của các bệnh viện của thành phố Hải Phòng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp ngày hội được tổ chức với mục đích tăng cường công tác sàng lọc các bệnh mãn tính và ứng dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ tăng cường chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân, thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Trong khuôn khổ lễ ra quân, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cũng tổ chức tặng 30 tủ thuốc y tế thiết yếu và cờ tổ quốc cho các đội thuyền của ngư dân bám biển, tặng 30 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà 10 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và chiến sĩ đoàn tàu không số, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn y tế từ xa cho hơn 1.000 người dân, tổ chức ngày hội sức khỏe dinh dưỡng và vệ sinh cho 500 thiếu nhi trên địa bàn, tặng 2 bộ máy tính và máy in cho đồn biên phòng Đồ Sơn và các đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, công ty cổ phần chăn nuôi CP tài trợ thuốc khám và quà tặng cho 10 tỉnh trị giá 320 triệu đồng. Tổng trị giá nguồn lực của chương trình trong lễ ra quân là gần 800 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác cũng dự lễ kết nạp đảng cho y bác sĩ trẻ, thanh niên tình nguyện tại di tích đoàn tàu không số K15 và tại trường Trung học Phổ thông Đồ Sơn, động viên, khuyến khích lực lượng thanh niên, thầy thuốc tiếp tục tiên phong, tình nguyện, phấn đấu hơn nữa, tự hào tiến bước dưới cờ đảng.